Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng review mẫu đồng hồ Rolex Datejust 278-274, model mới ra năm 2020. Datejust thì thường xuất hiện đầu tiên trong tâm trí nhiều người khi mà họ nghe thấy cái tên Rolex. Bộ sưu tập này là biểu tượng về vẻ đẹp thuần túy của thương hiệu Rolex, một tờ giấy trắng trong giới đồng hồ mà theo đó Datejust có thể truyền tải dù là sự mạnh mẽ, sự lịch lãm mà người đeo mong muốn thông qua những lựa chọn về mặt số, kiểu vành bezel hay loại dây đeo. Nếu như những chiếc đồng hồ công cụ của Rolex được thiết kế để dành cho những đối tượng đặc biệt, thì Datejust là chiếc đồng hồ không hề kén cá chọn canh. Đây là mẫu đồng hồ One for All, được giới thiệu lần đầu vào năm 1945. Chiếc Datejust đầu tiên có kích thước 36mm và dành cho nam giới. Để rồi hơn 10 năm sau, một chiếc Lady Datejust thuộc về phái yếu với kích thước 26mm ra đời. Dòng Datejust 31mm xuất hiện vào độ cuối thập niên 1950 và trong khi dòng Datejust 26 đã chính thức bị khai tử khỏi danh mục đồng hồ Rolex, Datejust 31 vẫn còn tồn tại cho tới hiện nay. Tiếp tục mở rộng danh sách bộ sưu tập ăn khách nhất của mình trong năm 2020, Rolex vừa mới tung ra những phiên bản Datejust mới nhất hồi đầu tháng 9. Trong khi giới mộ điệu tập trung chủ đạo với những đặc điểm cập nhật trên đồng hồ Submariner mới ra thì Datejust 31 đón nhận ít sự quan tâm hơn từ công chúng. Không sở hữu những sự lựa chọn về mặt số bắt mắt như là dòng Oyster Perpetual mới ra, là đồng hồ Datejust 31 lại hiện lên với nhiều phong cách, đi từ bắt mắt đến đẹp một cách tinh tế. Mang vẻ đẹp tinh tế mà vẫn nổi bật, mẫu đồng hồ Datejust 278-274 có mắt số xanh lá, là cú chạm tay nhẹ nhàng tới trái tim của các quý cô. Sự dung hòa giữa chất thép bền bỉ, chắc trắng cùng với vàng trắng sang trọng là điểm tuyệt vời nhất trên thiết kế này, hiện đại, điều mà mọi khách hàng nữ đang tìm kiếm. Không chỉ là một công cụ chỉ báo thời gian, với nữ giới thì đồng hồ còn phải đẹp, phải là cánh tay đắc lực hỗ trợ nâng tầm tổng thể cho outfit của nữ giới. Với tông màu xám bạc từ bộ vỏ cho tới dây đeo, mẫu đồng hồ này chắc hẳn sẽ không phá vỡ bất cứ nguyên tắc phối đồ nào, mà còn đôi khi là khiến cho các quý cô gây được thiện cảm cần thiết. Dù là áo sơ mi thanh lịch hay những chiếc đầm quyến rũ thì Datejust chính là một con tắc kè tự biết mình phải biến tấu như thế nào cho phù hợp. Lưu giữ những đặc điểm truyền thống vốn là niềm tự hào từ thuở mới thành lập, Rolex đã trang bị cho mẫu đồng hồ này bộ vỏ Oyster có bằng sáng chế riêng về khả năng chống thấm nước và bụi bẩn. Rolex cũng khẳng định mức chống nước mà mọi chiếc đồng hồ xuất xưởng của hãng thực tế có thể đạt được 125% so với tiêu chuẩn trên giấy tờ. Với một chiếc đồng hồ nữ mà khả năng kháng nước đạt 100m là thực sự ấn tượng. Dây đeo kim loại trên thiết kế đồng hồ này cũng rất là sẵn sàng, đồng hành cùng với các cô bất kể mưa nắng đều rất bền bỉ, chắc chắn và linh hoạt nhờ với các mối nối đều nhỏ gọn. Đề cao vẻ đẹp tinh tế và chuẩn mực, cuối dây đeo là khóa gập ẩn dấu Crown Clasp. Về cảm nhận cá nhân thì khi xét tới tính thẩm mỹ, thiết kế dấu khóa của Crown Clasp rất là phù hợp với những mối nối nhỏ trên dây đeo Jubilee, còn khóa chữ nhật to bản như Oyster Clasp như là sinh ra để dành cho dây đeo Oyster thể thao và mạnh mẽ. Câu chuyện về thiết kế vành bezel khía cũng không hề mới mẻ mà nó đã song hành trong lịch sử của thế hệ đồng hồ Datejust từ đầu. Vành bezel đầu tiên trên đồng hồ Datejust có dạng đồng xu. Sự có mặt của vành bezel khía bắt đầu tầm nửa sau của thập niên 50 trong thế kỷ 20 và nó gần như là giống gần sát với thiết kế hiện tại. Vành bezel chia khía là biểu tượng của các bộ sưu tập như là Datejust hay là Datejust. Và sau những lần nâng cấp về mặt kỹ thuật hoàn thiện, vành bezel đại diện cho vẻ đẹp sang trọng, lấp lánh không hề thua kém vành bezel kim cương. Tùy vào sở thích cá nhân và tiềm lực tài chính thì khách hàng có thể lựa chọn model Datejust có vành bezel trơn bóng, vành bezel chia khía hay là đá quý. Ở thiết kế này mới ra năm nay, mặt màu xanh là điểm sáng mới lạ. Tông màu có chút màu xanh ô liu có thể tìm thấy trên Datejust 40 nhưng đã được làm nhạt hơn. Kết hợp cùng với bộ vỏ trắng bạc hay là dây đeo đều rất hoàn hảo. Bên trên mặt số đồng hồ là những cọc chỉ giờ đính nổi có thêm chất phát quang màu trắng. Ở những thương hiệu đồng hồ cao cấp như Rolex, các cọc chỉ giờ hay bộ kim đều được làm từ chất liệu quý như vàng, sáng bóng và được sắp đặt thủ công. Tự chung lại, khi nhìn tổng thể thiết kế, so với nhiều phiên bản đồng hồ Datejust từ vàng khối hay vàng Rosso Everose, có thể Datejust 278-274 sẽ kém hơn về độ nổi bật, nhưng chưa chắc sẽ thua về tính linh hoạt và tinh tế. Hiện tại nằm bên trong những mẫu đồng hồ Datejust 31 là bộ máy nhỏ gọn có độ chính xác cao của hãng là Caliber 2236. Bộ máy này ngoài cung cấp năng lượng cho Datejust mà còn là nguồn tạo lực cho dòng Judge Master 37 và Peer Master 34 của hãng.
nếu như bộ máy nam có dây tóc parachrome với màu xanh dễ nhận diện, thì bên bộ máy nữ như Caliber 2236 có sự góp mặt của dây tóc Stylosy được làm từ silicone, thứ chất liệu thường được gọi là tương lai của ngành đồng hồ, với khả năng dường như là không chịu ảnh hưởng của từ trường. Đó là những gì thú vị mà chúng tôi mang đến trong video ngày hôm nay ở từ chiếc đồng hồ Rolex Datejust 278-274 mẫu mới ra năm 2020. Không biết là ý kiến của các bạn khán giả như thế nào thì hãy để lại ở phần comment phía bên dưới. Đừng quên đồng hành cùng với Gia Bảo Luxury trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!